Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tây Bắc TV1 các bạn. Và hiện tại bây giờ thì mình vẫn đang ở Bắc Hà, khu vực bà con bán những con trâu, con bò rất là nhiều. Và khu vực này video trước mình cũng quay chia sẻ cho các bạn rồi. Hiện tại bây giờ là trời đang rất là nắng, bây giờ nó rơi vào tầm 3 giờ chiều. Đấy, video trước mình quay lúc đấy là 1 giờ chiều. Cũng rất là nhiều châu bò và bây giờ thì cũng càng ngày càng nhiều châu bò hơn. Thì mình sẽ đi quay chia sẻ cho ông bà cô dì chú bác nhé. Đấy, các bạn hãy cho Tây Bắc xin một đăng ký, một like, chia sẻ. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ đi chợ châu. Hôm nay thứ 6 các bạn, châu họp rất là sớm. Người ta họp từ sáng và có nghĩa là thông đêm ngày hôm nay. Đây có một số xe này người ta đã về đấy. Đấy, người ta mua sớm mà người ta về trong buổi chiều cho nó mát. Chứ châu nắng là châu bò nó cũng không chịu được các bạn. Người thì biết tránh nắng, còn uống nước. Châu bò thì là người ta phải dắt xuống suối để cho đỡ nắng các bạn. Rồi. Đấy. Ở đây là có một cái quán ăn này, quán phở để cho phục vụ cho các bác nghỉ ngơi rồi ăn phở để chống đói các bạn. Còn ở khu vực này người ta mang ngựa, ôi có ngựa bạch. Ở đây là có một em ngựa bạch. Đấy. Đấy, ở đây là có một em ngựa bạch các bạn. Một em ngựa bạch rất là đẹp, ngựa nhỏ các bạn. Đấy. Thường thường nếu mà những cái con ngựa mà không phải bạch, ngựa đỏ bình thường thì những cái con này nó phải rơi vào tầm ví dụ gầy này thì nó rơi vào tầm 18 20 triệu. Mà đối với ngựa bạch thì nó phải rơi vào tầm 30 triệu các bạn. Đấy. Bởi vì là ngựa bạch bao giờ nó cũng có giá. Đây, ngựa bạch này. Những cái dòng nhỏ ạ. Dòng di. Ấy da, ấy da. Ấy da. Hai con ngựa bạch. Đừng có bảo tại là sao biết mình nhá. Biết ngựa bạch tại vì là các bạn đã để ý. Biết không biết chạy đi đâu nhỉ? Đấy, hình như là có ai gọi này các bạn. Con đi à? Ơi anh nghe. Thật sự của nó chạy đi thẳng như trâu ấy. Anh vẫn đang ở chợ mà. Nó nào về bảo em gửi đồ về. Gửi về cho bà già á? Địch tuổi chứ nhỉ con. Lúc nào về anh qua đấy. Đang quay tiếp. Được rồi nhỉ. Có một người gọi. Chết ở làng xóm có một con. Ngựa bạch nhé các bạn nhé. To con này. Thi tại sao mình đang nói dở tiếp câu chuyện đó là tại sao mình biết. Tại vì các bạn đã nhìn vào. Thứ nhất là cái màu da của nó là màu thịt đỏ, màu đỏ này. Thứ hai là cái mắt của nó là mắt xanh. Mắt tây tây này. Và thứ ba là cái móng của nó các bạn. Nhìn cái móng của nó hồng hồng. Cái móng kia, cái chỗ kia đen này nó bẩn đấy nhá, nhưng mà thực chất là nó hồng. Đấy, cái mắt nó đổi màu, người ta bảo về trưa nó đổi màu. Màu xanh xanh sang màu trắng trắng ấy. Nói chung là ngựa bạch các bạn, nhìn phát biết ngay. Móc móc kìa. Đấy, con này đang mài. Những cái dòng nhỏ các bạn. Hai con này các bạn. Những con nhỏ. Thôi, chúng ta sẽ sang bên này. Ở đây, hình như đây có một con ngựa bạch to này các bạn này. Đấy, những con ngựa bạch to này phải báo là tầm 5-60 triệu này các bạn. Đây, con này phải ngựa bạch không? Xem cái mắt của nó. Ở đúng ngựa bạch rồi các bạn. Đấy, cái mắt của nó xanh xanh, xanh biếc các bạn. Trắng trắng xanh xanh. Nói chung là không dám đến gần bởi vì là sợ nó đá. Một con ngựa bạch to nhá. Con này con đực cái con à con này con đực con cái các bạn. Nhìn cao to phết nhỉ. Đấy, ngựa bạch. Ngựa bạch bao giờ có giá. Thường thường là người ta hay lấu cao là lấu cao ngựa bạch các bạn. Đấy. Nói chung là một cái phiên chợ là vô cùng ấn tượng, đặc sắc ở trên vùng cao. Mà chúng ta đang trải nghiệm đứng đây quay chia sẻ cho ông bà cô dì chú bác. Đấy, ngựa bạch nhé các bạn nhé. Đấy, với những con này thường thường ngày xưa người ta đã báo giá là với giá là 6-70 triệu cơ. Nhưng mà bây giờ là ngựa hơi, ngựa thường nhé. Ngựa thường thì người ta đang báo là 125 đến 135, có nghĩa là 125.000 một cân hơi đến 135.000 một cân hơi các bạn. Còn những dòng ngựa bạch này thì mình cũng chưa biết là người ta mua với giá là bao nhiêu tiền một cân hơi. Nhưng mà ngựa bạch bao giờ là nó cũng có giá hơn ngựa người thường gần như là gấp đôi các bạn. Chẳng biết nhận giá bao nhiêu. Ví dụ con ngựa ngựa thường với những con này người ta bán được khoảng 35 triệu thì con này là phải rơi vào tầm 60 triệu. Đấy. Bao giờ khoảng được gấp đôi. Đây ngựa đỏ này các bạn. Đây là những dòng ngựa thường ngựa đỏ. Rất là nhiều. Trên chợ phiên này nhiều lắm các bạn. Các bạn thích xem con nào thì xem. Đấy. Và các bạn lên chợ phiên này các bạn có thể là mua
Vâng. Một cái. Đi lâu rồi, đi cả Lồng Phình về rồi. Không về từ lâu rồi, mình nghỉ ở Bắc Hà này. Có nhà thằng bạn ở đây mà. Nó cái. Đây, ngựa này các bạn. Một con ngựa nhỏ này. Tiếp đây. Đây. Cho các bạn. Mình là người Tây nhỉ? Mình ấy, người Lùng à? À, tưởng ở Bản Liên ấy. Vì ở Bản Liên đa số là các bác là người Tây. Có chè San Tuyết nổi tiếng các bác. Bác là Bản Liên à? À, Bản Liên nhỉ. Cháu vào Bản Liên mấy lần rồi? Vào hôm nọ quay đá bóng, lễ hội quay đá bóng ấy. Đá bóng lữ ấy. Đấy. Không nhớ lắm, vào hôm thứ Bảy. Chỉ nhớ vào hôm thứ Bảy. Ở đấy, đấy đúng, hôm xuống đồng ấy. Hình như diễn ra hai hôm, mình vào hôm đá bóng, ba hôm. À, con này. À. Cháu vui nhỉ, đá bóng vui nhỉ bà nhỉ? Mua được hai con à? Hôm nào bạn có tham gia không? Mua được hai con, bác lấy, bác lấy bên, bác lấy bên nuôi à? Hay là mình chưa có ạ? À, con này bà đi bán hay đi mua à? 20.500 con. À, bán chè á? Ví dụ lấy đi rồi. À thôi, đang quay để thôi không hỏi. Bởi vì là thỉnh thoảng cháu cũng bán chè cho khách du lịch mà. Thường thường là bà bán cất thì 100.000 một cân à? À đâu? Nhìn xinh nhỉ? 120 à? 150 à? Không, đấy là bán lẻ chứ. Bán buôn, ví dụ bọn cháu nhập về bán là thường thường bọn cháu lấy toàn 100 thôi. Nó tùy một loại nhỉ? Có loại tôm một tép hay là hai tôm một tép ấy? Và nhiều loại, nói chung là nhiều loại. Nói chung là chè Bản Liên là nổi tiếng. Nó được đánh giá là nổi tiếng với bằng chè Thái Nguyên chứ bà? Gần bằng nhỉ? Hai con này. Hả? Khá là nổi tiếng nhỉ? Không phun thuốc à? À không phun thuốc. Đi cả đàn, không biết ông là. Nói chung là chè Bản Liên uống rất là ngon. Mình đã thử rồi các bạn. À đấy, đây có mối ngay ấy. Cái này nó chứ. Bây giờ đầu mùa rồi. Nó ngon rồi đấy. Đây, cái chai của cháu đã... À đây, cái chai trong này cũng là nước chè này. Thì cháu uống hết đây là vàng nước chè đấy. Cháu pha nước chè mang đi uống ấy. Cũng nước chè Bản Liên đấy. Xin số. Bác phải xin số ngay. Xin nhà con này. Quên mất. Bác có hay bán ở chợ không? Ở chợ nhỉ? Bác ngồi cái chỗ gần sân khấu à? À bán rong này, không ngồi vị trí nữa à? Là ai chủ à. Câu hỏi một lúc này đi về thôi. À. Nhưng mà mai thấy, nhưng mà thấy được mang về nhà qua. Đấy, nói chung là các bác ở Bản Liên có chè nổi tiếng, chè San Tuyết. Con này là con này béo nhỉ, cao. Đấy, con này cao thế nhỉ? Con này lai đâu mà cao thế? Dáng thì mẫu nhỉ? Ý, cao chưa? Con ngựa được được cái dáng cao. Lai mông, lai kinh. Được cái cao nhỉ. Đấy. Các bạn nhìn thấy những con ngựa kia nó thấp này. Đấy, con này cao đột xuất các bạn. Con này con đực. Không biết là ba mấy đây. Lên lâu chưa? Vừa đến. À, vừa đến. Mua một con đi. Con này về nấu cao được không nhỉ? Nấu cao, người ta nấu cao ngựa bạch chứ nhỉ? Ngựa bạch chứ. Con kia 22 triệu nhảy ác chưa? À, đấy. Đấy, tầm đấy là chỉ trên đầu 2 tí thôi. Giờ ngựa rẻ lắm, nó rơi 125, 130. Một cái phiên chợ vùng cao vô cùng đặc sắc là ấn tượng nhé các bạn nhé. Hình như có bạn này cũng đi quay. Đấy, đi quay chợ phiên. Quay chia sẻ cho mọi người xem. Đấy. Trời nắng, mình phải cầm cái ô. Ba kiếp nhỉ? Cái thời tiết bây giờ là phải rơi vào ba mấy độ. Các bạn ạ. À, con bò to này vẫn chưa bán được nhỉ? Đấy, con bò này người ta báo là 42 triệu mà chưa thấy đánh dấu đây. Đấy. Xin lật đá cho đấy. Thôi, mấy các bạn chào trâu. Đấy, khu vực này các bác đang xem bò đấy các bạn. Khu vực bò nhiều lắm các bạn ạ.
Đây, đây có mấy con bò con này rơi vào tầm mười mấy triệu, mười một, mười hai triệu, mười ba triệu. Này này này. Bỏ chỗ này giá khó lắm. Lắng quá. Mười mười các bạn. Đấy, úi dồi, châu vẩn nhé. Mời các bạn theo mình đi tiếp. Đây, khu vực này là chuyên vực khu vực bò nhé. Thì bò mình có thể là tiết lộ giá cho mọi người biết được giá bình quân hiện tại bây giờ nó rơi vào khoảng 70 hơi các bạn. 70.000 một cân hơi. Và nó tùy thuộc vào những con bò chất lượng hay là bò gầy thì nó chênh lệch nhau một tí. Nhưng mà bây giờ thì người ta đang dự tính ở trên chợ phiên tại chợ Bắc Hà thì nó rơi vào khoảng 70. Đấy. Còn các bạn cứ nhìn hơi mà cân mà đoán hơi. Nhìn hơi mà đoán tiền thôi. Còn tất nhiên rồi, chúng ta phải dựa rất là nhiều yếu tố. Chúng ta đoán là một này. Thứ hai là dựa vào cái giá người chủ đưa ra nó. Chúng ta nhân lên xem nó có phù hợp và có hợp lý hay không thì chúng ta bắt. Đấy. Bò, bò ta. Ở trên mình đa số là bò ta. Bò lai cũng có nhưng mà số lượng ít hơn. Con này 283 cân các bạn. 10 triệu cho. Đây, con cái này này. 10 triệu nó rơi vào tầm mười mấy. Tạ mấy nhỉ? Tạ 2, tạ 3. Đây. Đây. Ví dụ như con nhỏ này các bạn này. Cái con đối diện màn hình của chúng ta này. Bác ấy. Người ta đang báo là 10 triệu. Con bên này thì nó cũng to hơn con như kiểu con mẹ. Nhưng mà nó chỉ rơi vào tầm 15 triệu thôi. Nói chung là bò khá là rẻ. 70, giá 70 là rẻ rồi. Nhưng mà nếu mà mổ ra là người ta bán khoảng 280 đến 300 nhé các bạn nhé. Còn là trâu thì trâu ơi. Những cái gì mình biết được mình chia sẻ cho ông bà có gì chú bác. Tắt rồi. Thời tiết bây giờ này khá là nắng. Rất là nhiều người người ta đang ngồi trong những cái quán hoặc là người ta chú lắng. Ui ở đây là có con trâu hai tạ một tạ. Có một con trâu đực này rơi vào khoảng 35 triệu. Đấy, khoảng 35 triệu mình đoán vậy thôi. Và con này mình dự đoán là khoảng 5 nào, trên 5 tạ một tí. Xem ai chuẩn 5 tạ 6, 5 tạ 7. Làm nhân với giá 50, 55 thôi các bạn. Mình ví dụ là con này khoảng 5 tạ rưỡi. Đấy gọi là mình dự đoán thôi. Còn chắc chắn là nó sẽ hơn rồi. Mình sẽ thử nhân với cái giá xem sao nhé các bạn. Mình cứ ví dụ 5 tạ 550 cân này. Nhân với 5 năm này. Bằng 30 triệu. Đấy. Nhưng mà mình dự đoán vậy thôi, chắc chắn là nó phải trên 5 tạ rưỡi rồi. Một con trâu trắng ạ, cặp sừng khá là đẹp. Đây. 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 À, ra đây xem này, bác này mua bò này. Bò nhiều lắm, hôm nay một dãy bò các bạn. Ở khu vực người ta cân hơi khá là nhiệt tình. Người ta đoán vấn đề ABC đấy các bạn. Vấn đề ABC thì thôi mình không quay vấn đề đấy các bạn. Con này là người ta đã giao dịch được các bạn. Con này được cái sừng to nhé. 12 triệu.
10 triệu số lẻ nữa. Đầu tay trước. Màu sắt hay màu gỗ? Cái màu sắt là khoảng 30.000. 20.000 nhá. À, mình xem con đấy khoảng bao nhiêu hơi nhé các bạn nhé. Cái con này người ta vừa bán là hình như là 12 sao ấy. 12 triệu. Để con này xem bao nhiêu tạ hơi. Thôi đợi tí cho người ta làm việc xong mình sẽ vào sau. 3, 35. Con này chỉ 2 tạ mấy thôi các bạn. Con này bán được 12 triệu. Chúng ta chia cho nhân ví dụ giá 50 đi. 50. 52 là 10, còn 3, 35, 15, khoảng 2 tạ 6, 2 tạ 7 vậy. Rồi chúng ta sẽ đợi tí, đợi cho người ta làm việc xong rồi chúng ta xem con này bao nhiêu tạ hơi nhé. Mình khá là tò mò vì con này các bạn. Người ta đang dự đoán là 2 tạ 8, 2 tạ 9. Rồi. Con này người ta đang nói là 285 cân các bạn. Rồi, chúng ta sẽ xem con này bao nhiêu cân hơi nhé các bạn nhé. Các bạn đoán là khoảng 2 tạ mấy các bạn. Thôi chúng ta sẽ đợi tí, đợi cho người ta bàn xong. Vấn đề này là cũng khá là tế nhị, xem 2 tạ mấy nào. 284 cân các bạn. Còn 2 tạ 8 gần ha. Còn 284 cân các bạn. Đấy, một con trâu khoảng 12 triệu. Rồi con này cái vấn đề ABC thì mình cũng không quay nhiều nên là chúng ta chỉ biết số cân vậy thôi. Đấy, con này vẫn chưa bán được. Con này bác báo là 50 triệu này. Một con trâu to các bạn. Con này vẫn chưa ai mua. Con này người ta báo là 50 triệu này các bạn. Con trâu chắc là to nhất phiên chợ ngày hôm nay đấy. Ví dụ như là chúng ta thôi để mình thử chia nhé các bạn nhé. Đây 284 chia cho 12. 284 12 chào quý anh chị và các bạn. Để các bạn đến với phiên chợ của mình. Đây là phiên chợ Bắc Hải. Ấy. Con trâu này đầu trần. Để mời các bạn theo mình đi hỏi giá cả. Trước tiên nhé. Đây có mấy con. Vàng có một con thịt săn chắc. Con đấy thì giá nó cũng vừa phải thôi, không được giá cao ạ. 12 triệu 284 dưới 50 các bạn. Đấy, giá nó cũng rất là thấp. Nó tùy thuộc vào từng trâu và dòng cơ. Đấy. Thôi.
Đây là đi xem có con đập to. Có cầu. Khu vực này khá là nhiều đấy các bạn ơi. Đấy. 50. Khu vực châu cặp, châu giống rất là nhiều. Và thời tiết ngày hôm nay thì khá là nắng các bạn. Đông nha. Nói chung là cái thời điểm mà tầm này là bắt đầu đông rồi đấy. Đông trong khoảng vòng một tiếng nữa các bạn. Ôi, cái xe. Nó đau chân đấy. Nó nhảy xuống cái đau chân. Đấy, trâu này là xe lại bấy xuống này các bạn này. Ôi, xe này về nhiều chưa? Anh tìm cái bãi đậu xe số biển số 24535, đi ra 4535 đây. Cặp còn cho cảnh gì các bạn ạ? Chuyện tôi nhiều rồi. 29H2435 ạ. Đi giữ này rất khó luôn. Khó ăn lắm. Chết rồi đâu. Chua nhỉ? Trời nhiều. Ba lần thằng lại. À, con này nhẹ sàng. Đây. Ba con. Mình sẽ đứng góc này nó ít người hơn đây. Chúng ta đứng ở cạnh đây. Người ta đang xuống trâu các bạn. Nói chung là trâu bây giờ rẻ nó chỉ giờ 50-55 đấy, cao 60 các bạn. Nói chung là nó rất là nhiều giá để áp dụng cho từng con. Ôi. Con này xuống ngay. Đừng ngó vào đây này. Những cái dòng châu di các bạn rất là hay. Nó bị di chân mòn gì cái con tròn này xinh hay nhỉ. Xe này nó đậu ngay chỗ này, nó không có tả ly các bạn. Thường thường là người ta hay phải đậu chỗ xe là có cái tả ly để trâu xuống cho nó êm ái dễ dàng. À, con này khôn đấy. Ây chà, nhẹ nhàng. Hôm nay nhiều trâu cặp vậy và trâu lẻ di đấy, đa số là trồng trâu di là nhiều, trâu thịt ý và nó chưa béo. Hình như kia có một con to ấy. Đấy, đây kia có một con đực to vậy, tí xem xuống con đực đấy nhá, chắc là con đấy là to nhất cái thùng xe ấy đấy. Bây giờ phải đợi người ta buộc á, vì bãi nó chật ấy, đợi người ta buộc xe xuống. Thank you.
Con bé này. Con bé trong 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 đây, con này có một con nghe trắng này, 16.500.000 người ta báo vậy. Đấy, con đây, con trâu Kình Quàng này, con này chắc là to nhất xe này đây. Con nào chặt thịt đường? Xe nhiều nhỉ? Ôi kia con to nữa kìa. Đấy, con sâu Kình Quàng. Đấy, con này là người ta to này, dưới này người ta vượt xuống là 39.000.000. Đấy, con báo. Đấy, con đối diện chúng ta này. Ôi. Hàng kia bị mắc dây. Nhiều trâu quá các bạn. Đấy, một xe 7-8 con trâu. Ba con 70, à hai con 70. Ở đây có hai con to này, người ta đang gạ là 71.000.000, người bán đang báo là 74.000.000 hai con to này. Có nghĩa là 38 triệu một con. Người ta vẫn đang xuống nhé các bạn nhé. Ôi, nói chung là chợ thì rất là nhiều trâu bò. Chúng ta sẽ lần lượt đi tham khảo nhé các bạn nhé. Hẹn các bạn vào video sau mình sẽ quay tiếp. Mỗi video mình quay ngắn bởi vì sợ nó quá là rườm rà. Trên này thì rất là nhiều các bạn. Đấy, nhiều chưa?